thức đây. Anh cứ thắc mắc mãi, sao nghe câu chia tay em bình tâm như người đi trên giấy. Bởi vì anh luôn nghĩ em ở đó, luôn ở đó. Mà trong khi em biết anh thì muốn được tự do. Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhiều? Đến khi nào em mới biết bỏ thuốc nhờ? Người mà em yêu em còn chia tay được theo anh thuốc lá đã là gì? Thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh đâu cần quan tâm làm gì. Đừng bận lòng rồi thức khuya, chỉ là vài dòng nhắn tin, cần gì lại lùng như thế. Vài dòng vu vơ hay thật xa anh đang